Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại kênh của em mình Quỳnh nha. Hôm nay em mình sẽ vẽ cho cô khách này một cái ngón màu trắng đây các bạn. Bây giờ em mình sẽ chấm một chấm màu đỏ trước ha. Rồi, cho nó bự ra một tí nè. Sau đó em mình sẽ chấm hai cái chấm màu đen làm hai con mắt nè. Đó, các bạn thấy hai con mắt đen nhỏ 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 hơn cái chấm màu đỏ ha, nhỏ hơn cái lông mũi nha. Rồi sau đó em mình sẽ dùng một cái cỡ giả lai, mình dùng cái màu đen luôn. Mình vẽ cái đường cho nó to hơn tí. Rồi ở trên đây mình gạch lên nữa, mình bắt từ hai con mắt mình gạch lên nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ gạch những cái cây ra như vậy. Đó, ở trên thì mình gạch nó hơi nhỏ một tí. Đấy, mình đã có đã xong được cái đầu nai đó nha. Rồi, đó. Xong một mẫu đầu nai nè các bạn. Bây giờ mình cho hơi nha. Fit now here for me please. Rồi, bây giờ mình qua bên đây. Rồi, bên đây mình vẽ một cái mẫu khác. Vẽ cái ngón này. Cái màu đó là cái màu clear đây nha các bạn. Rồi bây giờ em sẽ vẽ màu trắng trước. Em sẽ vẽ màu trắng với cái thiếp nè. Rồi mình vẽ màu trắng nha. Rồi bây giờ mình tô lại màu trắng, mình làm cho nó đùng đùng vậy chứ không có vẽ thẳng nha các bạn. À, mình tô cái phần dưới đây còn lại. Rồi cái móng của cổ cũng tương đối ngắn đó các bạn. Rồi bây giờ xong cái trắng rồi phải không? Bắt đầu em mình sẽ vẽ màu đỏ nha. Một tí xíu màu đỏ trên đầu trên. Rồi bây giờ mình sẽ lấy chai màu đỏ. Cái màu đỏ mình sơn cho cô khách luôn đó các bạn. Rồi tất cả màu vẽ này em mình vẽ bằng màu treo hết nha. Mấy cái màu đỏ mình gạch ngang đây một phần nhỏ ở trên này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tô cái phần này nha, mình tô cho nó khéo khéo một tí. Tô xuống đây cái màu đỏ xong rồi ha. Kế tiếp thì mình sẽ chấm mấy con mắt nha các bạn. Con mắt thì chấm màu trắng trước nè. Rồi cái tròng đen. Rồi bây giờ mình chấm hai chấm màu trắng. Ngay đây. Rồi ở đây nè. Hello. Get out of color. And can you sit there away from me a little bit? Yeah, sure. I'm no hurry. Kia ra bây giờ mình sẽ vẽ cái lỗ mũi nha. Lỗ mũi là một tí xíu màu hồng. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ màu hồng ra luôn. Đây cái lỗ mũi. Mai mình cũng không biết sao. Cái lỗ mũi thì vẽ màu hồng thì mình vẽ màu hồng ha. Cái mẫu thì mẫu của cổ đem lại mà. Rồi. Cái lỗ mũi quẹt ngang gì màu hồng. Rồi. Bây giờ em mình sẽ cho hơi nha các bạn. Mình phải cho hơi sơ một cái nữa rồi mình vẽ cái bước kế tiếp. À, các bạn đợi em mình chút xíu nha, tại màu treo đó mình phải hơi cho nó ráo. Rồi bây giờ em mình bỏ qua bên đây nha, tí xíu thôi. Rồi bây giờ qua bên đây mình đi màu trắng nha. Rồi màu trắng là mình chấm vậy đây. Nó dính liền nhau luôn. Các bạn thấy cái móng của cổ nó hơi ngắn quá. Mà cổ muốn vẽ cái mẫu này thì mình cố gắng thôi. Chứ dài chút nữa đẹp rồi. Chấm hai con mắt lên. Đây nè. À, vậy là mình đã xong cái mẫu này các bạn. Cái mẫu này cũng rất là dễ làm luôn.
cái này mình chấm chấm trắng cho nó liền cái mí, cái nó thành như cái nón ở trên đó các bạn. Rồi bây giờ mình cho hở đây. That is adorable. Thanh kìa, chỉ một chút xíu thôi là mình đã xong được. Bốn hai cái mẫu vẽ cho cô khách đây nha các bạn, mẫu vẽ cho mùa lễ Giáng sinh năm nay nha. Bây giờ em sẽ để hai cái mẫu cho các bạn coi. Thật ra thấy vậy chứ mẫu nào cũng dễ vẽ hết. Rồi đây. Đó. À, vậy là em đã xong được hai mẫu vẽ rồi. À, bây giờ em chỉ còn bỏ nước bóng lên nữa là em đã hoàn thành xong bộ móng của khách này ngày hôm nay đó các bạn. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.